Xin chào các anh em thân mến của Mr. Xuôi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta giờ đây đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên những nỗi đau chiến tranh đâu đó vẫn còn tồn đọng lại. Dưới danh nghĩa như một cuộc thập tự chinh chống cộng sản, Mỹ không chỉ đơn thuần đưa đến Việt Nam những người lính có quốc tịch Mỹ. Xa hơn cả việc đó, chúng còn đưa đến Việt Nam nào những quân nhân Úc, New Zealand, Philippines. Và tàn độc khiến bao người căm phẫn, nhất là người dân miền Trung nước ta, mỗi khi nhắc đến phải là lính Đại Hàn. Không phải tự nhiên người ta lại có câu xé xác rồng xanh, phanh thây mãnh hổ. Rồng xanh và mãnh hổ đều là những sư đoàn bộ binh có nhiều nợ máu với nhân dân ta. Và trong năm 1972, một trong hai sư đoàn thiện chiến nhất của Đại Hàn đã chạm trán với một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân giải phóng tại đèo An Khê. Hãy cùng Mr. Xuôi đi tìm hiểu trận đánh ấy đã diễn ra như thế nào nhỉ? Trên danh nghĩa, Mỹ và Hàn Quốc là liên minh của nhau, một liên minh theo kiểu thập tự chinh chống cộng sản. Mỹ từng tiếp tay cho Hàn Quốc khi Triều Tiên vượt qua ranh giới vĩ tuyến 38, suýt là thống nhất được hai miền bán đảo Triều Tiên. Cũng từ đấy, Hàn Quốc trở thành bậc đàn em chiến lược của Mỹ. Mỹ thì gọi trên danh nghĩa là cha chú của Hàn Quốc. Nếu lỡ một mai có biến cố, thì chỉ huy binh lính Hàn Quốc sẽ là một tướng 4 sao của Mỹ. Cũng một phần là vì đàn em của Mỹ, do đó, Hàn Quốc được Mỹ rất trọng dụng trong các vấn đề làm những công việc tàn bạo thay cho lính Mỹ. Những công việc bẩn thỉu lính Hàn làm mà không thấy ghê tay. Thậm chí là chúng sẵn sàng bắn cả lính Việt Nam Cộng Hòa nếu đi lạc vào khu vực chúng đóng quân. Và hơn hết là để lính Hàn làm những công việc ấy thì sẽ đỡ gây tiếng xấu cho nước Mỹ. Lính Hàn thì cơ bản cũng như Việt Nam Cộng Hòa, mang súng Mỹ, dùng đạn Mỹ, mặc áo chống đạn Mỹ. Nhưng hoạt động của lính Đại Hàn bị báo chí và truyền thông Mỹ phớt lờ. Đó chính là điều Washington mong đợi ở việc đưa một đám lính đánh thuê vì tiền đến Việt Nam, không để bị bôi nhọ thanh danh của một cường quốc. Kể từ năm 1946 cho đến năm 1973, chính phủ của Park Chung Hee đã gửi hơn 325.000 lính đến Việt Nam tham chiến, dưới danh nghĩa là đồng minh của Hoa Kỳ. Theo Lyndon Johnson, sự tham chiến của Mỹ và đồng minh là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ tại Việt Nam. Hàn Quốc từ năm 1954 đã đưa ra lời đề nghị đến Việt Nam tham chiến, nhưng Mỹ khi ấy từ chối. Mặt khác, việc lính Đại Hàn đến Việt Nam tham chiến chỉ là để kiếm tiền. Những số tiền mà lính Hàn nhận được sẽ được gửi về cho gia đình. Càng nhiều lính Hàn tham chiến, chính phủ Park Chung Hee càng hả hê ngồi ở Seoul đếm từng đô la mà Mỹ ban phát để xây dựng Hàn Quốc, những tờ đô la thấm đầy máu. Nói một cách chung quy ra, lính Hàn theo cách gọi hiện tại là lính đánh thuê, không hơn không kém. Và sự giàu mạnh, phát triển, đẹp đẽ ngày nay của Hàn Quốc, một phần thấm đẫm máu của những người Việt Nam đã ngã xuống. Kể từ năm 1965 trở đi, ngoài lực lượng đội lốt dân sự, Park Chung Hee đã dần gửi lực lượng quân sự đến Việt Nam để đồng hành cùng Mỹ. Lần lượt các sư đoàn có tên Rồng Xanh đóng quân tại Quảng Ngãi, Hội An, Mãnh Hổ tại Quy Nhơn, Bạch Mã tại Phú Yên. Và trong thời gian mà lính Hàn Quốc đến Việt Nam, 41.000 người vô tội bị chúng sát hại và gắn cho cái mác Việt Cộng. Trong đó, vụ thảm sát nổi tiếng nhất là Phong Nhất và Phong Nhị vào năm 1968, gây ra cái chết cho ít nhất 74 người và khoảng 17 người khác bị thương theo báo cáo của hạ sĩ Mỹ Jay Vào. Hay vụ giết hại cả một ngôi làng với 500 sinh mạng tại Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Và vì đã có nợ máu với nhân dân Việt Nam và quân giải phóng để nhận những đồng tiền dơ bẩn từ Mỹ, lính Hàn phải trả giá, một cái giá rất đắt. Cái giá đầu tiên là trận đánh tại đồi An Thạnh năm 1967. Một tiểu đoàn của Rồng Xanh bị xé xác, 420 tên bị tiêu diệt tại chỗ, 6 tên rút lựu đạn tự sát tập thể. Và vẫn chưa dừng lại ở đó, năm 1972, trong khuôn khổ của chiến dịch Xuân Hè 1972, đến lượt Mãnh Hổ biết mùi ăn hành của quân giải phóng, mặc dù trong trận này ta đã hy sinh rất nhiều chiến sĩ. Đèo An Khê là một vị trí rất hiểm hóc và quan trọng. Từ Quy Nhơn theo đường quốc lộ 1 về hướng Bắc, đến ngã ba giữa quốc lộ 1 và đường 19, đi tiếp khoảng 60 km theo đường 19 là đèo An Khê. Đèo này dài trên 10 km, với nhiều khúc cua gấp, xe cơ giới phải chạy rất chậm để vượt đèo. Hai bên đèo trùng điệp là đồi với núi, nhớ lọt vào ổ phục kích thì đời coi như bỏ. Tại đèo có núi cây dùi là ranh giới giữa Bình Định và Gia Lai. Đi sâu thêm là đèo Mang Giang, cơn ác mộng của binh đoàn viễn chinh số 100 của Pháp năm 1954. Song song với đường 19 ở phía đông, đông nam là sông Côn, cách đường 19 trung bình 1 km, sông có nơi rộng khoảng 200 m. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, một cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị đã được diễn ra về một cuộc tấn công lớn vào năm 1972 qua ba hướng chính gồm Trị Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong đó, Trị Thiên Huế là hướng tấn công chính, Đông Nam Bộ là hướng quan trọng, Tây Nguyên thì là hướng thứ yếu.
ngày 8 tháng 3 năm 1972, Quân ủy Trung ương Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi một bức điện cho Trung ương Cục miền Nam, nội dung có đoạn: Năm 1972 là năm hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. Nhiệm vụ cần kíp là đẩy mạnh tấn công quân sự, chính trị, bình vận và ngoại giao, tạo ra một chuyển biến căn bản, làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam và cả trên bán đảo Đông Dương, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp chính trị mà Mỹ có thể chấp nhận được. Mục tiêu của quân giải phóng trong mùa xuân năm 1972 cũng được đề ra cụ thể: diệt sinh lực địch, giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh, thậm chí giải phóng Kon Tum nếu có điều kiện và phát triển xuống Pleiku, giải phóng Buôn Mê Thuột, hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh nối liền với miền Đông Nam Bộ. Về lực lượng, sau trận Mậu Thân 1968, sư đoàn 3 sao vàng của quân giải phóng gần như bị tổn thất nặng, phải giải thể trung đoàn 22, đưa lực lượng còn lại của trung đoàn về các địa phương ở miền Trung. Thay thế cho trung đoàn 22 của sư đoàn 3 là trung đoàn 21 từ Bắc vào. Năm 1972 thì sư đoàn 711 của trung đoàn 21 bị giải thể, lấy quân số bổ sung cho các đơn vị khác. Sư đoàn 3 do đó chỉ còn lại hai sư đoàn bộ binh chủ lực là trung đoàn 2 đang đóng quân ở Phủ Mỹ, Phủ Cát, Hoài Ân và trung đoàn 12 đang tập trung chủ yếu ở đường 19. Tại đường 19, trung đoàn 12 có một tiểu đoàn chủ lực là tiểu đoàn 6. Tiểu đoàn 6 rất nổi tiếng vì là đơn vị thiện chiến và có truyền thống đánh trận bậc nhất của sư đoàn 3. Vào tháng 1 năm 1968, tại cửa ngõ đi vào Quy Nhơn, tiểu đoàn đã đánh một trận sống mái với quân thù, tổn thất hơn 500 cán bộ và chiến sĩ, đánh đến hỏng súng, hết đạn trong vòng vây quân thù. Kết thúc trận đánh chỉ còn đúng 10 người quay trở về, tiểu đoàn suýt bị xóa phiên hiệu. Trong chiến dịch xuân hè 1972, trung đoàn 12 được giao nhiệm vụ cắt đứt chi viện của Việt Nam Cộng Hòa trên đường 19, kìm kẹp mãnh hổ của Đại Hàn, tạo thuận lợi cho mặt trận B3 ở Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ. Do vị trí chiến lược, lực lượng bảo vệ chủ yếu đường 19 phía bên kia chiến tuyến là bọn khát máu mãnh hổ của Đại Hàn. Ngoài ra còn có một tiểu đoàn của Bạch Mã, Nam Đại đội Bảo an Việt Nam Cộng Hòa, khi cần thiết thì có thể mang thêm quân từ hai sư đoàn và bốn liên đoàn biệt động khác của Việt Nam Cộng Hòa lên giải nguy. Về bố trí lực lượng, trung đoàn 2 quân giải phóng đã có mặt để cùng thiết lập nhiều chốt chặn dọc theo đường 19 trên các tuyến đường với trung đoàn 12. Chốt chính nằm ở điểm cao 638, chốt cây rùi, điểm cao 384, cống Hàng Rời. Trong đó, cống Hàng Rời do ba đại đội 61, 62, 63 của tiểu đoàn 6 chốt giữ. Ngoài ra, còn có một chốt phụ tại suối Văn Ngày đến suối Vôi do hai đại đội công binh chốt giữ. Nhiệm vụ của cụm chốt phụ là trợ lực cho cụm chốt chính, phân chia lực lượng binh sĩ Đại Hàn tại đây, tổ chức phòng ngự từ xa cho cụm chốt chính. Điểm quan trọng của toàn bộ chiến dịch là đại đội đặc công quân khu đánh chiếm được mỏm phía bắc của điểm cao 638, nơi có một đại đội thuộc sư đoàn Mãnh Hổ đang chốt giữ, để đại đội 61 triển khai lực lượng trên cả hai mỏm điểm cao, hình thành thế ỷ dốc. Đêm ngày 9 tháng 4, tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu tại An Khê của trung đoàn 12 đã tập hợp đủ lực lượng, triển khai công sự chuẩn bị đánh địch. 2 giờ 12 phút sáng ngày 10 tháng 4, khi đại đội đặc công tiếp cận mỏm phía bắc của chốt cây rùi đã bị lộ ngay tại lớp hàng rào kẽm gai đầu tiên, không thực hiện được đánh chốt địch bằng phương án mật tập. Cối 82mm được ống ngắm hồng ngoại chỉ thị mục tiêu, phối hợp với 4 trực thăng vũ trang đã dần nát đại đội đặc công. Toàn đại đội gần như xóa sổ sau 10 phút giao tranh. Theo như tài liệu của bọn Mãnh Hổ, chúng thu nhặt được 18 thi thể lính đặc công của ta. Hình ảnh hiện tại vẫn còn có thể được tìm thấy trên các trang chuyên về hình ảnh. Điều tai hại này đã khiến đại đội 61 bị lộ mục tiêu chính, phải chạy như bay đến mỏm phía nam điểm cao 638 để bố trí trận địa. Vừa khống chế đường 19, vừa áp chế mỏm phía bắc của điểm cao 384 trong trạng thái chưa kiến trúc được trận địa phòng ngự dưới làn mưa bom bão đạn. Lúc này, đại đội 63 cùng các đơn vị công binh phá sập một phần cống Hàng Rời rồi chốt chặn tại đây. Lực lượng tại chỗ của Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa phản ứng tức thì khi điều chiến đoàn 14 vùng 2 chiến thuật gồm 5 xe tăng và 2 đại đội bộ binh lao lên đánh được 3 cụm pháo 105mm đặt ở An Khê, An Tân, với 24 khẩu pháo thay nhau bắn mãnh liệt vào trận địa phòng ngự chốt chặn của trung đoàn 12. Sau 2 ngày giao tranh quyết liệt, các lực lượng giải tỏa của địch đã chọc thủng chốt phụ ở phía Tây, hai đại đội công binh chốt giữ gần như xóa phiên hiệu. Lực lượng giải tỏa của chúng sau đó tiến xuống khu vực tiểu đoàn 6 chốt giữ tại cống Hàng Rời, phối hợp với các đơn vị sư đoàn 22 Việt Nam Cộng Hòa từ phía Quy Nhơn đánh lên, hình thành thế trận hai mặt giáp công. Thế trận diễn biến xấu dần theo hướng có lợi cho quân giải phóng. Trung đoàn 12 quân giải phóng đã điều thêm tiểu đoàn 5 dự bị của trung đoàn để tăng cường cho đèo An Khê. Đêm 20 tháng 4 1972, 10 ngày sau khi mở chiến dịch, trung đoàn 12 nhận được điện của khu ủy và quân khu ủy khu 5 gửi xuống. Nhiệt liệt khen ngợi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 12 đã chiến đấu rất dũng cảm. Địch ở Tây Nguyên đang khốn đốn, chúng sẽ còn cố sức giải tỏa đường số 19, cuộc chiến đấu sẽ quyết liệt dữ dội hơn.
Các đồng chí hãy nêu cao quyết tâm, công sự phải vững chắc hơn, đánh địch phải linh hoạt hơn để làm chủ mặt đường triệt để hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp điện thẳng cho Trung đoàn Bộ binh 12, khen ngợi. Các đồng chí đã đứng vững như bàn thạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn đầu cắt đường súng 19, phối hợp với chiến trường chung. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nguyên tư lệnh mặt trận B3 lúc đó cũng gửi điện. Cảm ơn chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 12 đã anh dũng cắt đường số 19 phối hợp với chiến trường chung. Ban đầu, phía Đại Hàn và Việt Nam Cộng Hòa tổ chức đánh toàn bộ cụm chốt nhưng không thành công. Vì vậy, chúng buộc phải thực hiện phương án nhổ từng chốt một. Đầu tiên là chốt cây rùi, điểm cao 384 và cuối cùng là cống hàng rời. Tại cao điểm 638, sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu, đến ngày 23 tháng 4 năm 1972, lực lượng lính Đại Hàn đã buộc phải thực hiện tội ác chiến tranh, dùng vũ khí hóa học tiêu diệt đại đội 61. Từ các trận địa pháo, đạn hơi cay đã bao trùm lên trận địa của đại đội 61. Lính Nam Triều Tiên đeo mặt nạ phòng độc, lại ào ào tấn công lên chốt. Đại đội 61 tại chốt cây dù hy sinh gần hết, bao gồm cả đại đội trưởng và đại đội phó. Đến ngày 24 tháng 4, đại đội 61 chỉ còn lại 5 người sống sót, sau đó được tiểu đoàn 5 lên tăng viện. Tiếp tục chiến đấu đến đêm 24 tháng 4 thì buộc phải rút lui do thương vong quá lớn. Tại cao điểm 384, ngày 18 tháng 4, lính Hàn Quốc đã dùng đến 2 tiểu đoàn từ phía Bắc và phía Đông ào ào tấn công lên cao điểm. Đại đội 62 kiên cường trụ bám, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu đoàn phó chính trị, đại đội trưởng Đồng Xuân Soạn và 8 chiến sĩ vẫn không rời trận địa, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trên cao điểm 384. Toàn đại đội chỉ có một người sống sót. Tại cống hàng rời, trận chiến diễn ra ngay trên mặt đường. Giữa một bên đạn B-40, B-41 đếm từng quả, đối mặt với một bên có thiết giáp được pháo binh, trực thăng chi viện, thì ai dũng cảm hơn, người đó thắng. Dĩ nhiên, cái giá phải trả không phải nhỏ, đại đội 63 thương vong 80% quân số. Sau 14 ngày giao tranh ác liệt, đường 19 cơ bản được khai thông trở lại. Mọi lính Hàn sau đó đã dựng một bia tưởng niệm tại An Khê, rồi đi nói láo, xuyên tạc lịch sử về trận đánh. Nhưng mãi cho đến khi về nước, ý chí của chúng đã bị bẻ gãy hoàn toàn, không còn hung hăng nữa. Chỉ với 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 đại đội hỏa lực mang vác, cả một sư đoàn lính đánh thuê đã phải chịu trận trong 14 ngày liền, thể hiện một điều rằng quân giải phóng không biết đùa và chúng đã gặp phải những người lính giỏi nhất. Kết thúc video tại đây, Mr. Xuôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.